Chào tất cả mọi người, hôm nay cửa hàng shop mình lên clip giới thiệu ở 3 cây cắt cỏ. Cây Kawasaki này, TG28 này, TG33 này, cây Husqvarna, Husqvarna 132. Thì ở đây có hai cây, cây Kawasaki này, TG28 này, phố quân lớn nhá. Cái này là nòng 36 ly nhá, 36 ly. Cây này là TG33 này, đó, nòng 37 ly. Còn phần nam 132 này là nòng 38 ly nhá, 38 ly. Thì máy nguyên bản hết, máy rất đẹp, đó, máy rất đẹp nhá. Đây, đây cây số 1 này, cây màu xanh này, chế này, chế nguyên bản này, Japan nhá, đó. Máy rất đẹp. Máy này phát đồi thì thoải mái rồi, siêu khỏe quật cước thoải mái nhá. Đó, cần zin, đầu bò zin, đầu bò zin hết, nguyên bản hết nhá. Ở đây có cái đệm này, đệm này hơi rách một tí, không sao cả, rất êm. Ở cây này bố con lớn nhá. Thì cây này mình bán giá là 2,3 triệu, 2,3 triệu nhá, phụ kiện theo kèm là lưỡi đồ vặn dây đeo. Đó, 2,3 triệu nhá. Công tắc ở bên này nhá, nổ máy thì bật công tắc lên. Rồi cây số 2, cây số 2. Đó, cây này là TG33 nhá, máy rất đẹp, máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, công tắc này, TG33 máy rất đẹp. Thì cây này là lòng 37 ly nhá, 37 ly, dòng TG33 thì quá nổi tiếng rồi. Công ơi, công sử dụng lời nói nha, chứ nói thích làm nào. Chứ mày nói từ hôm qua kia mày cứ vùng vàng vàng như kiểu mày là 4 đời ấy. Đây, chế này, anh nói thằng Thanh của đấy tí thế bảo nó câu ông ơi, là lôi vào mà đánh nó. Chế nguyên bản. Cái đấy là 40.000 đấy. Cái này thì tay gà, tay gà bóp này, tay gà bóp nhá, tay gà này rất là bền, tay gà bóp theo máy luôn. Đầu bò zin TG33 nhá, cực khỏe, cây này mà đánh cước thì thoải mái đi. Cái này thì mình bán giá là 2,5 triệu nhá, báo giá luôn cho các bác. Đó, cây này cây cuối cùng, ba cây, cây Husqvarna 132, nòng 38 ly nhá. Dòng này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu này, chế ngang, tiết kiệm nhiên liệu nhá, đánh cước thoải mái luôn, cực kỳ bền luôn. Zin lên từng con ốc, tem ốc 50.000 tất cả, tem rất đẹp. Ừ, tất cả tay ga này, mua về mà tay ga bóp luôn. Đó, công tắc ở đây. Đó, đi cầm mấy đâu, công tắc đây, tay ga bóp. Đó, đầu bó zin. Máy bên em thì toàn tuyển máy đẹp thôi, dọn rất sạch sẽ luôn. Cái này em báo giá luôn là 2,5 triệu này. Phụ kiện này có lưỡi đồ vặn dây đeo, chắn cỏ. Đấy, nói chung đủ đồ, chỉ có thiếu hộp thôi. Thì bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976123320. Em tư vấn thêm. Đấy, test máy thì anh em kết bạn Zalo test máy một một cho nhau cho nó dễ. Rồi, chào các bác.